Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được quý vị các bạn ghé thăm kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu một số cây kiển tại điểm bán cây kiển của Lợi Nguyên ở quận Ung Môn, thành phố Cần Thơ. Rồi, hôm nay giới thiệu gì đây Lợi ơi? Rồi, chào chú Tấn, chào bà con đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay thì em cũng xin giới thiệu một số mặt hàng, ví dụ như là cây vú sữa, cho bà con vú sữa to nha. Và một số loại cây khác bằng lăng cũng có đó nha. Nói chung là cũng 5-3 loại cây nha bà con. Thì số điện thoại của em là 0772877278. Em ở tại khu vực Thế Hòa, phường Thái An, quận Ung Môn, thành phố Cần Thơ. Rồi cây đầu tiên là cây số 1D là cây vú sữa lò gàng nha. Đây, cây vú sữa này thì rất là to nha bà con. Cây này nặng cả trên 300kg nha. Rồi, đây. Thần chậu chưa? Cái này thì bầu này, cái này người ta thần, người ta nuôi đâm chồi hết trơn rồi nha bà con. Người ta cắt nuôi thần hết rồi nha. Rồi, chiều cao của nó là 150. Đây, cái này đâm chồi hao nha. Rồi đúng rồi. Đây, người ta dặm bầu nó sống khỏe, người ta có vô mấy đứt dây rồi nha. Rồi, tán ngang của nó là 140. Đây, vú sữa này đế đều 24 giờ luôn nha bà con. Mét rưỡi là tính ở dưới cái thân cứng đó. Rồi, đúng rồi. Đây, dặn đế nó thì bà con khỏi chơi nha. Đang đo cái chiều ngang cái đường kính bầu. Đây, đường kính cái rễ á. Rồi, chiều ngang này của nó là khoảng 140 nha bà con. Hết luôn ha. Đây, gần hết thước dây luôn nha, khoảng 145 nha. Rồi, giữ được rồi, để đi vòng đi. Đế thì bà con khỏi chơi nha. Cái này nếu mà em giao lưu với bà con thì em giao lưu 300 cây nha. 300 cây số nếu mà toàn quốc thì thương lượng nha bà con. Tại vì cây rất là nặng nha. À, cái vấn đề nó là cái phí thôi phải không? Rồi đúng rồi, tại vì nó xa thì nó thương lượng lại. Tại vì cây rất là khủng nha. Hoàng hoàng. Đây. Ngồi yên chỗ của anh đi, rồi đi vòng qua đi rồi đo hoành. Đây. Cây liền lạc không có bị lỗi gì. Bảo đảm cho bà con cây liền nha. Đây, hoành này của nó là 93. 93. Đây, 93 nha. Rồi năng xích lên cỡ năng không? Đúng 93 luôn nha. Đây trên đây xích chắc lên nó trên tới trên đây chắc nó bự hơn một tí quá. Đây trên đây 91 thôi. 91. Đây phía trên là 91 nha. Rồi nó lên đây nó có cái đây. Tược này phải không? Đúng rồi. Tược này nhỏ là hai cái rồi nó dính rồi. Cái này người ta cũng vô hết một đứt dây rồi nha bà con. Rồi đo nhánh trên này coi nhiêu. Đây. Rồi nhánh này của nó là 62. 62. Thằng này 62 nha. Cây sống tốt khỏe nha bà con. Cắt đảm bảo không có rồi, bị đảm bảo nha. Cái này là nó này này ta lưu lâu rồi, không hề bị bể nha. Rồi cây một dây. Đây cây này có giá là 12 triệu. Đây bao khí cho bà con là 300 km nha. Còn ở ngoài toàn quốc nó thì thương lượng thêm nha bà con. Đây, lò gàng đúng. Đây đúng lò gàng nha. Mình vừa chơi kiển vừa ăn trái luôn. Đây rồi cây số 2 dê là một cây lài két nha. Đây cây lên bông, đang lên bông nở gỗ luôn nha bà con. Đây chiều cao này của nó là khoảng 3 mét nha. Từ 2 mét rưỡi tới 3 mét. Tán ngang thì khoảng tầm 2 mét nha bà con. Đây bông nó nở như là bông hồng nha. Nở gỗ trắng xóa hết rồi. Khoan khoan. Đây cái bông nó đây phải không? Đây bông đây nha. Đây có cắt cái bông nó để dưới mẫu nha bà con. Đâu đó. Đây từ từ đi. Đây. Thơm không? Đây bông này thì thơm, rất thơm nha. Đây. Rồi, đo hào hào đi. Đây, một thân này của nó nha. Đây, thân này của nó là khoảng 23. Đây, thân này 23 nha. Còn có thân bên đây thì 21 thôi. Rồi, đây, liền một gốc nhưng mà 3 thân. Đây, cây số 2D. Đây, cây này có giá là 4 triệu. Em cũng bao phí 300 km luôn nha bà con. Đây, cái này cũng rất là khủng nha. Còn nếu mà toàn quốc thì thương lượng thêm nha bà con. Cây số 2D cây lài. Đây, bông thì gắt gộ nha. Rồi. Rồi, số 3D. Tiếp tục cây số 3D nha. Là một cây gạn đông. Đây. Gạn đông này thì rất là lớn nha. Cây này thì nó bò theo nó bò cho nên người ta làm hai bầu nha bà con. Đây. Nhưng mà loại này thì bảo đảm sống tốt cho bà con luôn. Qua gạn đông. Chiều cao này của nó là 65. Đây. Cái tán ngang này của nó là 110 nha. Hai bên đều là hai cái gốc đây, đó hả? Đúng rồi, không. Một bên gốc thì một bên thân nó bò thôi nha. Nó bò. Rồi đúng rồi, giống như một cây cầu nha. Nó có một rễ luôn ha. Đúng rồi. Hoành thân này của nó là 60. Rồi. Bên đây. Nào, bên nào bò, bên nào gốc riêng. Gạn đông bên này riêng đó nha. Còn bên đây thì nó bò. Nó bò rồi. Lượn theo mấy con suối nha. Rồi cây số 3D cái này có giá là 3 triệu mốt.
Đây bao khí toàn quắc luôn nha. Cái này rất là nặng nha bà con. Có đo hoành rồi phải không? Rồi đo hoành rồi. Rồi. Đây 4G. Rồi để đắp ha. Đây 4G cũng là cây gặn đông luôn. Cái này thì không có lên bầu nha, lên vàng cao được. Đây hạ xuống được không? Chiều cao của nó là 150. Đây. Khoan khoan dịch. Đây. Cây này rất là già cây nha bà con. Hàng này bảo đảm cho bà con là sống tốt khỏe nha. Rất là dễ sống nha, đúng rồi. Nó khoảng chừng đọt nó chừng 5-6 tắc là nó có bông nha. Rồi hoành thân này của nó là 41 nha. Đây 41 thôi. Cây gạn đông. Đây số 4G. Có giá là 1.200.000 bao khí toàn quắc luôn nha. Đây mấy cái này rất là lớn nha bà con. Đây. Bưng nó đi. Đây 5G. Đây cây hình xoắn xắn nha. Chiều cao nó là khoảng 160. Đây đứng đây quay kìa. Đây nó cao hơn khoảng bằng người ta nha bà con. Đây. Rồi hoành thân vị trí này của nó là 56 thôi. Đây hoành lớn 56 nha. Đây cây liền lạc nha. Bảo đảm sống tốt khỏe cho bà con luôn. Đây giáp năm sẽ có quà 5G. Đây rồi cây này có giá là 1.500.000. Đây bao gồm phí ship luôn nha. Đây số điện thoại của em là 0772877278. Rồi số 6G. Đây 6G là một cây phi lao nha. Cái này rất là nặng nha bà con, nên lên bằng quay cũng hơi khó nha. Rồi để gì đi. Chiều cao của nó là 85. Đây. Cái này là một cốt đặc nha. Đây hoành thân này của nó là 105. Đây hoành đặc đó nha. Đây 105 nha. Cây này nặng trên 100kg nha bà con, bảo đảm luôn nha. Đây số 6G. Đây cây rất là to khủng nha. Rồi cây này có giá là 3.500.000 bao khí luôn, bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Cây rất là nặng nha bà con. Rồi 7G cũng là cây phi lao luôn. Cây này thì cây mini thôi, cây lùng lực nha. Đây mấy cái này thì không hề bị lỗi luôn nha. Đây rồi, đúng rồi, mặt cắt nó thì nó rất là nhỏ nha. Chiều cao của nó là 25. Đây hoành bệ này của nó là 45 nha. 45 cây số 7G. Đây lá kim nha. Rồi cây này có giá là 700k bao khí cho bà con luôn nha. Đây cây u nàng rất là đẹp nha. Cái này em không ship chậu nha bà con, chậu xi măng nha, ship nó sẽ bể. Rồi 8G cũng là cây phi lao một cốt luôn. Đây chiều cao này của nó là 92. Đây một cốt đặc luôn nha. Đây hoành eo này của nó là 80 nha. Đây em đo trên đây 80 nha bà con. Đây số 8G. Đây đầu voi đuôi chuột luôn. Vết cắt nó thì rất là nhỏ nha bà con, không hề vết cắt lớn nha. Rồi số 8G cây này có giá 2.400.000. Đây hai bao khí toàn quắc luôn nha. Rồi 9G cũng là cây phi lao một cốt luôn. Đây dán lắc luôn nha. Chiều cao của nó là 100. Đây loại này bà con về thì chồng cứ giữ ẩm giùm em nha. Lấy giải hoặc là mình lấy bao bố mình giải hoặc bao bố mình chùm nó lại giùm em, giữ ẩm cho nó nha. Đây thân này thì cái vết gãy của nó thôi, vết gãy nhánh này thằng này là cắt bỏ nha. Đây về bà con tứ em N3M giùm em nha, thuốc kích rễ vào thì cây sẽ mau phát triển hơn nha. Rồi hoành vị trí này của nó là 60. Đây hoành củ nở 60 nha, cây số 9G. Đây cây này có giá là 1.700.000 bao phí luôn nha, bao gồm phí ship luôn. Cái này thì phong cao nha. Rồi 10G là một cây trang đỏ lá lớn nha. Đây trang gừng. Đây cây số 10G. Cây này thì có cái dáng bay nha bà con. Đây quay bên kia luôn. Đây chiều bay của nó là 120. Đây rồi dịnh đi đi. Cây này thì khi vận chuyển nó bị dập cái da nha bà con. Về thì bà con cứ quấn lại giùm em. Nhắn này thì nó lũa đây rồi. Lũa tới đây nhắn này mình cắt bỏ cũng vẫn được nha. Đây cái này thì có dán siêu, còn cái vết da này nó chi vận chuyển nó dập nha. Giờ bà con không mới thì nó em quấn lại cho bà con nha, quấn keo ốp lại thì cây sẽ mau liền nha. Hoành này là 38 nha bà con, 38 hoành, bao sống tốt khỏe cho bà con luôn. Cây số 10. Đây rồi cây này có giá là 2.300.000. Đây cây rất là khủng nha, rất lớn nha, 2.300.000 bao khí luôn.
Rồi 11G cũng là một cây trang đỏ luôn nha. Đỏ lá lớn trang gừng nha bà con. Đây, chiều cao của nó là 85. Đây, cây này thì nó mọc trong những cái đây, cái đầu này, cái đầu nó sâu, cái cạn, mày cạn thôi. Cái trang này thì không sao. Rồi, nó gãy ngang đó thôi nha. Đây, cái hoành eo này nha bà con là 34. Đây em đâu hoành eo 34 nè, cây này thăng quái nha. Đây, số 11G. Đây, thân hình lắc quái luôn. Rồi, cây này có giá là 1,7 triệu bao phí toàn quốc luôn nha. Bông trang đỏ nha bà con. Trang đỏ mình nha, nhưng mà bông trang thuộc loại gừng. Rồi, 12G. Đây, chiều cao 150. Đây, cây này mới bứng không nha bà con. Rất là to nha. Hoành tổng nó là tới 52 nha. Đây, hoành tổng như này 52 nha. Còn em đo một cốt lớn của nó nha. Đây, cốt lớn này thì 35. Đây, hoành tổng thì 52. Cây gắt khủng nha. Đây, rất là lớn luôn. Rồi, 12G. Cây này có giá là 2,8 triệu. Đây, cũng bao phí cho bà con luôn nha. Lâu này về mình trồng chơi thiên nhiên bông cũng rất là đẹp. Hoặc là mình ghép bông trang miền Tây vô nha. Rồi, 13G. Đây, một cây mẫu đơn gừng luôn. Chiều cao của nó là 50. Đây, cây này thì cốt nó to nha. Cốt của nó là 32. Đây, một cốt đặc nó lên nhiều nhánh nha bà con. Đây, lúc còn nhỏ nó bị gãy người ta. Sau này nó lên như đâm lên nhiều nhánh nha, 13G. Rồi có giá là 500k bao phí cho bà con luôn nha. Đây, 14G. Đây, mẫu đơn gừng. Chiều cao của nó là 75. Rồi tổng cái hoành hai thân này của nó là 25 nha. 25. Giờ bà con có thể cắt lại nha, em cắt trừ hao hết nha. Rồi có giá là 600k luôn, cây số 14G. Rồi 15G. Đây, đơn gừng nha, đơn đỏ nha. Chiều cao của nó là 52. Hoành là 25. Đây, hoành 25 nha. Rồi cũng có giá 600k luôn. Đây, 600k cho một cây mẫu đơn đỏ nha, mẫu đơn gừng. Đây, 16G. Đây, cây một cốt luôn, rất là già. Chiều cao của nó là 120. Đây, rất là già cây nha. Hoành là 23 nha bà con. Đây, hoành cốt là 23 nha. Đây, đơn gừng. Rồi, 16G có giá là 900k. Đây, bao phí toàn quốc luôn nha. Rồi, 17G. Đây, cái này thì ba thân liền bệ. Chiều cao 52. Rồi, hoành tổng của nó là 33 nha. Hoành tổng này 33. Đây, rồi cũng có giá là 600k luôn. Đây, mấy cây này rất là già cây nha bà con. Rồi, 18G. Đây, cây cao nha. Dịch. Chiều cao nó khoảng 160. Đây, cây một cốt luôn. Cây này thì không bị lũa thẹo nha. Hoành là 24 nha bà con. Hoành 24. Đây, số 18G. Bà con thích chơi phong cao là chơi mấy cái này rất là đẹp nha. Đây, có giá là 1 triệu bao phí luôn nha. Bao gồm phí luôn. Rồi, bò toàn quốc cho bà con luôn nha. Bao sống luôn. Số điện thoại em là 0772 877278. Rồi, 19G là một cây trang vàng anh nha. Đây, trang vàng anh lá liễu luôn. Chiều cao này của nó là 70. Đây, bông màu vàng nha. Rồi, trang gừng nhưng mà bông nó màu vàng. Màu vàng thường nha. Hoành là 37. Hoành cốt này 37 nha. Đây, 19G. Đây, trang vàng anh. Rồi, cái này có giá là 1,6 triệu bao phí toàn quốc luôn. 19G nha. Cái này bảo đảm sống tốt khỏe cho bà con luôn. Đây, 20G cũng là cây trang vàng anh khủng nha. Cái này thì rất là to rồi. Đây, dịnh, đứng dịnh quay. Cây này là mới bứng không nha bà con. Nhưng mà bầu của nó thì bà con phải lo nha. Rễ nó rất là mạnh nha. Đây, rễ nó rất là nhiều. Sức sống nó rất là mạnh. Chiều cao của nó là khoảng 145. Đây, trang này thì bà con có thể ghép được cho trang mình được luôn nha. Đây, mà mình không ghép thì mình vẫn có thể chơi nguyên thủy, bông nó rất là đẹp nha. Đây, thịt nó đây nha. Đây, cây này thì cốt đặc không hề bị lỗi lụa luôn nha. Đây, mỗi dòng đây. Đúng là trang vàng anh. Đây, đúng trang vàng anh luôn nha.
hoành là 79. Đây cái lá đó đây nha, cây số 20, cái này cũng rất nặng nha bà con. Đây rồi, cái này có giá là 3,3 triệu. Đây em bao phí toàn quốc luôn nha. Đây loại này sức sống nó rất là mạnh, bà con yên tâm. Rồi số 21 dây cũng là một cây trang vàng anh luôn. Đây mấy cái này, cái này rất là quái nha. Mấy cái này người ta bứng theo đa số nó mọc theo những con suối nha bà con, trên suối trên đồi nha. Chiều cao 85. Đây vết cắt này người ta cắt đằng mà ta tạo lỗ nha. Đây thịt nó đỏ ao luôn nha. Đây thịt nó đỏ. Đây hình rất là quái, đúng rồi. Nó em sẽ chắc keo rồi nha. Hoành eo chỗ này là 60. Đây hoành eo 60 nha. Đây vết này là vết người ta cắt để tạo cái lỗ đó nha bà con. Số 21 dê. Rồi cái này có giá 2,8 triệu. Đây em cũng bao phí luôn nha. Tất cả mặt hàng bên em bán đều bao phí, bao sống cho bà con, bảo đảm yên tâm. Rồi 22 dê là một cây bằng lăng lạc nha. Đây cây này thì bao da sống khỏe nha bà con. Đây đang bao da đều hết rồi nha. Cây này thì cây lạc nhưng mà nó rất là lực. Đây nó bám chặt với nhau hết nha. Chiều cao, cái này là lá chung nha bà con, lá chung nha. Chiều cao 70. Đây tán ngang thân này của nó là 85 nha. Đây nó bám đều nhau chân rất là quái nha. U nằng rất là đẹp nha. Đây rất là cứng. Đây cái này tổng hoành cỡ khoảng 180 nha bà con, khoảng 170-180 nha. Tổng hết hoành bệ luôn. Đây cây số 24 dê. Đây cái này có giá là 2,4 triệu. Đây cái này rất là nặng nha bà con, khoảng 70-80 kg nha. Đây 2,4 triệu em cũng bao phí toàn quốc luôn. Rồi 23 dê là một cây bằng lăng lặc luôn nha, nhưng mà loại này thì lá nhỏ, cây đang đâm mầm sống khỏe luôn. Đây da thì nó láng nha. Chiều cao là 77. Đây hoành bệ này của nó là 120. Đây 120 nha. Đây về mình chơi nguyên thủy hoặc là mình ghép tường vi vô thì bao đẹp cho bà con luôn. Đây bằng lăng thì rất dễ sống nha. Về bà con thảy mặt đất để trong mát là cây cũng vẫn sống tốt khỏe nha. Số 23 dê, cây này có giá là 1,8 triệu. Đây bao phí cho bà con luôn nha. Những cây này nặng trên 50 kg, bảo đảm cho bà con luôn. 25 là một cây me. Đây cây này thần chậu nha bà con. Cái này thì người ta vô dây cũng lâu rồi nha. Chiều cao của nó là 65. Tán ngang là 70. Đây me chua nha bà con, đọt màu trắng nha. Đây còn cái me ngọt thì đọt nó màu đỏ. Hoành này của nó là 19 thôi, 18 thôi nha bà con, 19 nếu tính 18 đi. Đây cái củ này của nó là khoảng 43 củ đế này nha. Đây cây thần chậu bảo đảm luôn. Đây đúng rồi, mới vô mấy nước dây rồi nha. 24 dê, cây me thần chậu có giá 1,3 triệu, bao phí toàn quốc luôn. Đây rồi 25 dê là cây hải châu. Hải châu này tàn thiên nhiên nha, cũng mới vừa bứng thôi, hải châu lá nhỏ. Đây chiều cao của nó là 115. Tán ngang 80. Đây hải châu thì đa số người ta chơi tàn đa nha bà con, phải chơi tàn gừng nhiều nha. Rồi đúng rồi, tổng hoành là 41 nha. Mấy cái này nó sống trên đồi núi cho nên cái rất là chắc nha. Này là mới bứng thôi nha, không sao, lo này rất dễ sống nha. Hoành một cốt nó 13. Đây số 25 dê. Đây cây này có giá là 1,1 triệu, bao phí với bà con luôn. Đây hải châu tàn thiên nhiên nha, lo này em bao sống bảo đảm cho bà con yên tâm. Rồi 26 dê. Đây để chúng ta cao đi. Đây là một cặp linh sam sông hình. Đây bông hoa tím than nha. Cặp này thì có giá là 500k. Đây cặp này cũng là cặp cuối clip nha bà con, giá mềm hữu nghị cho bà con chơi luôn. Chiều cao là 42 thôi. Đây cái này thì nó có bà con về trồng môi đế lên nha. Đế nó đều nha. Có 10 thôi. Đây hoành này có 10 đi. Rồi có giá 500k bao phí luôn nha. Cái này về thì bà con môi đế nha. Đế trồng nó còn nằm ở dưới á, con môi lên. Cây nào cũng có đế đẹp nha. Rồi 500k bao phí luôn. Cặp này cũng là cặp cuối clip. Em cũng xin kính chào và cảm ơn bà con, hẹn lên những clip sau.
chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào những video sau.